Hello, hôm nay là ngày 4 tháng 3 2022, 12:33 buổi trưa giờ California. Mình làm cái video này để có ý kiến với lại ba cái tên mà tay sai con vẹt của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền để mà có một cái đường lối vô lương tâm, không phải là con người, tâm địa độc ác. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao thì nói là Nga và Ukraine phải hạn chế, kiềm chế, tuân thủ Liên Hiệp Quốc, luật quốc tế, đủ thứ tà la hết. Đó là Bộ Ngoại giao, rồi hai tên tướng để đi lên bên vực tên độc tài giết người Putin. Nhưng mà bọn Cộng sản Việt Nam thì nó cùng đồng lõa, nó cố tình đưa lên. Tại vì những cái tên mà cầm đầu hiện nay mà trong chính quyền như là Tổng Bí Thư, Thủ tướng, hoặc là chủ tịch nước thì họ không có dám nói thẳng ra để đưa những cái con vẹt này ra nói cho thay thế cho cái bọn cầm quyền Việt Nam hiện nay. Đây là cái tập đoàn của nó, là nó gian ác giống nhau, thì nó là người Việt Nam của chúng ta thường nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vô lương tâm. Trong cái lúc mà Nga tên độc tài đó tàn sát người dân Ukraine, rồi Tổng thống Ukraine là cái người yêu nước đứng lại để bảo vệ đất nước như thế nào, Nga thì nó dùng vũ khí hạt tâm, rồi nó dùng cái lò nguyên tử, nó vừa chiếm xong của Ukraine để làm nó đe dọa Âu Châu và cộng đồng thế giới, sợ không dám nhúng tay sâu vào để mà chiến đấu với lại người dân Ukraine. Thì đó là hai tên này là tướng, mà tướng về hưu rồi, một tên là tướng công an và một tên là tướng quân đội, già rồi mà cái đầu óc của nó không hiểu như thế nào mà nó có những cái ý kiến mà ngu dốt, mà tay sai nịnh bợ bợ đít giống như vậy, mà chấp nhận ra làm con vẹt để mà tuyên truyền cho cái chế độ cộng sản hiện nay. Thì sau khi mình nói cái này thì có cái lời của một cái tên tướng, nó nói chuyện đó thì quý vị sẽ nghe nó nói gì, thì quý vị sẽ đánh giá là những tên tướng này đó là nó phục vụ cho đất nước Việt Nam, nó là tay sai hay không. Thí dụ như là nó đổi thừa là Tổng thống Ukraine là cái người là vô liêm sỉ, mất dạy này nọ, không có cái sự hậu thuẫn, là nước Ukraine là cái nước bệnh. Nước bệnh thì không có bên Âu Châu, nó không có chữa, nó không có nó giúp đâu. Nga là mới là mạnh, rồi Nga là cái nước hùng mạnh, và ông Putin là kính, đáng kính trọng, là cái tên Putin như vậy mà nó nói là kính trọng, và cả mắng cái tổng thống Ukraine là cũng như là mời ông Putin để mà nói chuyện đàm luận hòa bình, thì nó nói không có đủ tư cách. Nhóc con nó chơi đủ thứ chuyện hết. Mình không hiểu tại sao là người ta, đây là cái tên đang nói chuyện đây. Làm sao mà đổ với Putin KGB 70 tuổi được? Hắn chờ đợi hai ngày vừa rồi ba lần thay đổi thái độ, đồng ý đối thoại lại không đối thoại, bây chuẩn bị đối thoại. Là vì hắn chờ đợi đấu đấy ở Mỹ, ở châu Âu, sẵn quân sẵn áo đổ của vũ khí vào. Nhưng mà hắn không hiểu điều tối hiểu. Cái lợi ích của Hoa Kỳ ở Nga là 100 lần lợi ích của Hoa Kỳ đối với Ukraine là 1. Những cường quốc hàng đầu như Anh, như Pháp, Đức không bao giờ đấu với Nga để cứu một cái con bình. Bản thân Ukraine là con bình của châu Âu. Không có thằng điên nào lại đấu với võ sĩ Nga để mà cứu con bình cả. Đấy là cái ngu ngốc của thằng Zelensky. Cái điều thứ ba là hắn rất là mất dạy. Không phải, tôi dùng chuyện này đúng. Vô liêm sỉ, không đi Mỹ về. Không biết ai hời hẹn gì đấy. Tháng 10 năm ngoái, một cái thằng bắt con mà dám nói thế này: tôi mời ông Putin, Tổng thống Nga, đến Donbass gặp tôi. Lão siêu đi thiên. Putin không trả lời. 3 ngày sau ông ta Peskov trả lời: trước khi gặp Tổng thống Nga, tôi đề nghị ngài Tổng thống Zelensky hãy đối thoại về việc đối lập với Donbass. Cái thứ hai là ông Putin sẵn sàng tiếp ngài tại Điện Kremlin trong thời gian thích hợp. Chứ một cái thằng bắt con đúng là không biết lẽ đời là cái gì cả. Chứ cuối cùng tôi nghĩ là chắc là khó mà hết, nhanh chậm nhất thằng ba thôi. Có lẽ trong tuần tới hẳn phải đi kiểu gì đấy chứ biết được.
Cuối cùng tôi muốn nói với đồng chí là cái bản chất nó là cuộc đối đầu Mỹ Trung thôi. Nói thêm một tí, tác động Việt Nam, ta có quan hệ tốt với Nga, các đồng chí biết rồi, với Ukraine cũng tốt, mà người Ukraine là người Nga là một, cũng một chủng tộc hết, họ nhân hậu thế. Ta phải giữ cân bằng được hai bên. Cái điều thứ ba, thực ra đây là vấn đề Nga Mỹ chứ Ukraine không thành vấn đề. Chứ sự sự ta rất tinh tế. Vừa rồi cô Hằng lên truyền hình tuyên bố rằng là có một câu mà muốn thở: Việt Nam rất quan tâm tình Ukraine, mong muốn các bên kiềm chế. Cái món này là món sở trường Việt Nam, tức là mọi bên kiềm chế đấy thôi, cũng không ủng hộ Nga, ủng hộ Ukraine. Đây thì một số vấn đề mà trao đổi theo giờ tục, và tôi tin rằng là cuối cùng chắc chắn sẽ có một cái thỏa thuận. Ukraine không thể vào NATO được, đấy là cái vạch đỏ mà Putin vạch ra. Cuối cùng họ là cầm gì mà tí vì cái COVID thôi. Quý vị cũng vừa nghe là tên hạng tướng Lê Văn Cương bưng bô cho chế độ độc tài Putin. Thì quý vị đánh giá như thế nào? Đó là do nơi quý vị nhận xét về cái lời phát biểu của ông ta trước phóng viên của Đảng Cộng sản, là nó dàn dựng lên, nó thay thế nói dùm cho cái ý của Đảng Cộng sản để mà đưa cái lập trường của Đảng Cộng sản ra. Nhưng mà chính những cái tên cầm đầu thì họ không dám nói thẳng vì vấn đề tế nhị ngoại giao, thành nó đưa những cái tên tay sai về hưu này nó ra làm cái con vẹt để nó trình diễn. Ví dụ như tên này là nói là nước Nga với lại Ukraine là một nước vậy. Thí dụ như là cái lịch sử của Tàu nó cả ngàn năm trên đất nước Việt Nam của chúng ta, Pháp cả trăm năm như thế đó. Rồi nó nói cái nước Việt Nam là thuộc về nước Pháp và nước Tàu thì như thế nào. Hiện nay Tàu Cộng thì nó đã lăm le cái vấn đề Putin. Thì cái tên này thì hắn nói như vậy rồi. Hắn nói là cái tổng thống Ukraine là cũng như là không có tư cách đó, mà nói hơi nhẹ một chút đó, là chơi là nhóc con này nọ dám mời ông Putin để gặp mặt. Thì đương nhiên là tổng thống nước nhỏ nước lớn nào cũng vậy, do dân bầu lên thì là tư cách đều giống nhau cả, không có phân biệt tuổi tác hay là nước nhỏ nước lớn, thì giống đó là chuyện đương nhiên. Thì những cái tên này là tên là cái đầu óc của nó rất là điên khùng, nó phân biệt là tuổi nhỏ mà sao mời ông Putin để gặp mặt. Cái điều đó là cái điều là nó lại phê bình đó. Rồi nó nói là nước Ukraine là một nước bệnh của Âu Châu, không có bao giờ nước Âu Châu mà dám nhúng tay vô giúp Ukraine. Mà Ukraine, nước Nga, Putin là võ sĩ của tình báo của Nga. Đó là tổng thống Ukraine không có đủ tư cách. Đó là những cái lời nói của hắn. Còn hắn là nói là Putin là có một cái rằng lanh đỏ là không cho Ukraine là vào cái tổ chức EU. Một quốc gia nào dù lớn dù nhỏ họ cũng có cái quyền độc lập, nó đâu có cái quyền mà cản trở như vậy. Thí dụ như là Tàu Cộng, nó không có cho bọn Việt Cộng này vô cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc, thì không lẽ là Tàu Cộng nó được quyền thì Việt Cộng thì nó không dám hay sao? Dù một quốc gia nào đi nữa, nhỏ hay lớn, thì ta cũng có cái quyền quyết định tự quyết của dân tộc, chứ không phải như cái Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, khi mà Tàu Cộng nói cái gì thì nó nói đi theo, nó chờ Tàu Cộng nó nói theo sau cái đó. Thí dụ Tàu Cộng nói là hai bên Nga, Ukraine kiềm chế tôn trọng này nọ, thì sau đó thì là Việt Cộng cũng giống nhau. Tàu Cộng bỏ phiếu trắng để kêu gọi Nga rút quân ra khỏi Ukraine, thì nó cũng, Việt Cộng thì nó cũng bỏ phiếu trắng theo y như Tàu Cộng. Đúng là cái bọn tay sai, người ta thường nói cái câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ma chơi với ma mà quỷ chơi với quỷ. Là những cái người tốt thì chơi với nhau, thì những người bạn của mình đang chơi với ai thì dĩ nhiên là cái tư cách của mình như vậy. Và cái bọn Cộng sản Việt Nam này nó độc tài, nó cai trị đất nước Việt Nam lâu dài rồi, nó để lại những cái tư tưởng mà lụng bại như thế này để đi lên mà nói trên truyền thông, mà để nhìn như quốc tế nó nhìn vô như vậy, thì
đánh giá là một cái bọn không có xứng đáng để làm con người, mà họ chỉ xứng đáng là làm con thôi chứ không phải là con, chứ không phải là con người. Theo cái ý kiến của mình đó là những tên Việt Cộng này là chính thức là đại diện tiếng nói cho Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền hiện nay, dưới cái vấn đề gián tiếp đưa lên, và sau đó thì Bộ Ngoại giao nó đã như thế nào và bỏ phiếu như thế nào thì quý vị anh chị em cũng biết. Ở đây là một cái bọn gian ác đã đem đất nước Việt Nam đến một cái đời sống của người dân mất cái quyền tự do, không phải là quyền con người nữa mà là một cái quyền bị kềm kẹp của bọn cộng sản để nó cai trị. Mình cũng cảm ơn tất cả quý vị anh chị em đã lắng nghe và có cái sự suy nghĩ để đánh giá của bọn cộng sản hiện nay ở Việt Nam nó như thế nào.
Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Công ty của mình đang làm là My Realty Alone. Rồi cái số điện thoại là 925 978 4078. Cái email là vimxmy@gmail.com. Công ty của mình là đảm trách tất cả những dịch vụ cho vay. Ví dụ như là mua nhà để ở hoặc tái tài trợ, nếu mà tiền lời cao thì làm lại để tiền lời thấp. Mua nhà đầu tư, tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư thêm, mua nhà thêm hoặc là bất động sản thêm. Mua và tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư hầu hết các cơ sở và thương mại, thí dụ như commercial, bất động sản, lấy tiền ra và tái tài trợ lại. Công ty của mình đó là chuyên môn để đảm trách những hồ sơ mà đi vay á, mà đã bị những cái hồ sơ đó đã bị những cái công ty khác đã bị từ chối khó vay, hoặc bất cứ những người không có điểm tín dụng, hoặc là cái điểm tín dụng không được tốt, hoặc là phá sản. Mình là chuyên môn đảm trách về vấn đề đó, và đặc biệt là cơ sở thương mại và đầu tư về SBA và tiểu thương. Mình có đảm trách về cái cơ sở thương mại và tiểu thương là SBA, Small Business Administration của chính phủ tài trợ. Cái đó tiền down thì khoảng là 10-15%, rất là thấp. Công ty phục vụ toàn nước Mỹ mà là một số quốc gia khác ngoài nước Mỹ, đặc biệt là hầu hết trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là công ty mình phục vụ được. Và công ty mình đặc biệt là chỉ nhận lệ phí sau khi hoàn tất hồ sơ. Quý vị không còn phải trả một cái gì lệ phí cho cái công ty trước khi mà quý vị quyết định lấy cái loan hay không. Dù cái loan đã làm xong mà quý vị có thể thay đổi ý kiến không lấy thì quý vị cũng không có tốn một chi phí nào tất cả cho hồ sơ của công ty mình phục vụ cho quý vị. Vấn đề về địa ốc thương mại thì quý vị, công ty của mình cũng có chuyên buôn bán về địa ốc nhà ở, chung cư, cơ sở thương mại toàn địa bang California. Đó là công ty mình đảm trách mua bán tất cả những dịch vụ cho khách hàng. Công ty của mình đều giữ quyền riêng tư kín đáo cho tất cả khách hàng, không có lọt ra những cái thông tin mà khách hàng đã giao cho công ty mình, tin tưởng đã giao cho công ty mình. Đặc biệt là sẽ nhận những cái hồ sơ mà nhiều nơi đã từ chối đó, thì mình có thể làm được. Ví dụ như là những người mà không may bị phá sản, hoặc là bị nhà kéo, hoặc là không có tiền tín dụng, hoặc là không có income đầy đủ tốt, thì mình cũng có làm nhiều loại loan khác nhau cho mỗi cái hồ sơ, cho mỗi cá nhân. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị anh chị em lắng nghe.